Đây là quy trình nhập khu Alaska sắm đại lý hải sản. Khu này mới vừa xuống sân bay luôn thì đang nhúng nước, đang nhúng lạnh. Cô nó đang bắt đầu nó từ từ nó lạnh lại. Đây, cửa hàng lý hải sản là chuyên cung cấp sỉ và lẻ cua hòn đế Alaska sống. Đây, cua sau khi nhập hàng được thả vào hồ. Đây, người xem cua. Đây, hồ cua Alaska. Đây là cua và tôm hùm Alaska. Hiếm hải sản. Cua Alaska và tôm hùm Alaska, liên hệ hải sản. Chúng tôi chuyên nhận đóng sống đi tỉnh. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.